Chào các bạn, thì hôm nay Ad sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ tục khá là phổ biến, đó là mọi người khi đi làm thẻ sinh viên thì phải mang những thủ tục gì. Ở đây thì tất nhiên khi ra cửa hàng bạn sẽ được gửi cho mình một cái tờ khai y như là thủ tục đăng ký thuê bao trả trước. Và tất nhiên sinh viên thì chỉ trả trước thôi chứ không có trả sau đâu. Nên các bạn đừng có nói thuê bao trả sau thì gồm những gì nhé. Thứ nhất, bạn phải cần chứng minh nhân dân của bạn. Đây là hiển nhiên, phải có hình, ảnh và những cái số liên quan của bạn. Và tất nhiên chứng minh nhân dân này cũng phải chưa đăng ký ba số thuê bao nhé. Quá ba số thì các bạn sẽ phải hủy rồi mới có thể đăng ký được sim sinh viên của mình. Và tất nhiên bạn phải cần có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên của bạn là thẻ sinh viên phải của một trường đại học cung cấp và có ghi rõ khóa học và năm học của các bạn là tốt nhất, được không? Nếu như các bạn không có niên khóa học thì các bạn phải xin một cái giấy xác nhận của trường về cái thời gian học của mình. Ở đây thì S sẽ cần một thẻ sinh viên, một chứng minh nhân dân, và ra ngoài, khi ra ngoài cửa hàng S chỉ cần điền tờ khai là tên khách hàng và ngày sinh mọi thứ, và khi đó nhân viên cửa hàng họ sẽ nhìn thẻ sinh viên và họ sẽ điền cho bạn các thông tin cần thiết khác, được không? Nếu như các bạn đã đang có một số thuê bao thì các bạn chỉ cần cầm thẻ sinh viên, số thuê bao của chứng minh nhân dân của bạn và cái số thuê bao đang sử dụng cùng những số thông tin liên lạc để ra nhân viên cửa hàng sẽ đăng ký chuyển gói cước của bạn về thẻ sinh viên, được không? Về sim sinh viên, khi đó các bạn sẽ hưởng những ưu đãi của sinh viên đến cái thời điểm các bạn có thể hết. Ví dụ ở đây khóa học S là 2015 đến năm 2018 thì S sẽ được kéo dài thẻ sinh viên đến khoảng năm giữa năm 2018 rồi, được không ạ? Chúc các bạn làm được thẻ sinh viên theo ý mình. Chào các bạn.